tên là Lê Anh Đức. Hiện giờ mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Công đoàn. Mình được mọi người biết đến với nghệ danh là Rick Choi. Mình là một rapper. Rick Choi nó là một cái sự, nó là một cái tên mới, một cái tên khi mà mình thay đổi phong cách làm nhạc. Cái tên cũ mình là Choi. Cái ý nghĩa của cái tên Choi thì đó là khi mà ngày mình còn học cấp 2, hồi đó mình có nhảy b-boy ở trong nhóm nhảy. Vì mình nhỏ tuổi nhất, thành ra là anh em mọi người thường trêu hay gọi là thằng Loi Choi. Sau này mình đi đấu một cái giải đấu, mình cũng dùng cái tên đấy, nhưng mà khi đăng ký thì người ta ghi thiếu mất, thành ra còn mỗi chữ Choi. Thế mình nghĩ nghe cũng Hàn Quốc phết, thế là mình dùng cái tên đấy cho đến khi mình bắt đầu chơi rap. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ trở thành một rapper. Từ lúc đó mình chưa biết gì về rap cả. Cái thời điểm bắt đầu của mình ấy, nó rất là khó khăn, tại vì mình không có một chút thông tin nào về nó cả. Và cái khó khăn nhất trong cái thời gian đấy là có quá nhiều thông tin trên mạng, nhưng mà mình không biết là cái nào dùng được, cái nào không dùng được. Vì mình lúc đó mình không có quen ai trong giới cả. Thành ra là mình phải mất một thời gian dài chọn lọc các cái thông tin đấy, rồi hỏi han người này người kia, rồi thử làm nhiều lần thì bắt đầu quen dần lên. Nhưng cái thời điểm mình bắt đầu, cái cản trở tinh thần lớn nhất của mình là sự tự ti, làm cho mình làm chết yểu rất nhiều sản phẩm của mình. Mình sợ bị mọi người đánh giá, sợ bị chê. Cái thành tựu lớn nhất của mình là được mọi người trong giới biết đến cái tên là Battle King, nghĩa là vua của những trận đấu. Thì thời điểm mình bắt đầu với nhạc rap không phải là mình bắt đầu với làm nhạc battle online, mà ngày đó mình bắt đầu với sân chơi là freestyle rap. Trong quá trình mình chơi freestyle rap thì trận freestyle rap đầu tiên của mình ở một giải đấu đầu tiên là mình được giải nhì. Và sau đó, sau cái giải đó thì tất cả các giải ở Hà Nội trong vòng 2 năm đều bị mình cướp hết. Và lúc đó mình mới học, hình như là học lớp 10. Mình chơi rap được 5 năm. Thì có lẽ là đến năm nay thôi, bố mẹ mình mới biết mình là rapper. Có nghĩa là mình luôn sống cùng với nó, mình luôn sinh hoạt cùng với nó và không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình. Về câu chuyện về cái sự viral của real rap ấy, thì mình, mục đích của mình làm ra nó là viral. Mình biết là nó sẽ viral, nhưng mình cũng không thể nghĩ là đến ngày hôm nay nó trở nên viral mức như vậy rồi. Nó thành một cái trào lưu, chứ nó không còn là một bài nhạc nữa. Baby I'm real, baby I'm real. Tao mặc quần đu đi vào bar, ê, không bị đuổi ra, ê. Tao đi chơi gái không cần bao, ê, đéo biết làm sao, ê. Tao xem phim sách không cần sóc, vã lục gắt. Dẫn lên trên cỏ không bị nhóc, we say fuck và chậm sang tao đốt thuốc không bị bắt. Yeah, có nhiều thằng đang muốn bắn tao. Bắt bắt ra cùm cùm, dạ con vợ mày như dạ gạo. Cắt cà ra cùm cùm, cắt cùm cùm, cắt cùm cùm. Fuck con vợ mày tùm lum. Dạ từ lót tay đến căng nạp từ sàn nhà lên lan can gọi bạn bè qua gang bang. Hey, baby I'm real. Mình làm hai bài nhạc, bài của mình Phúc Du làm về cái tên Choi, và Phúc Du là một bài nhạc rất ý nghĩa về kỹ thuật. Thì lượng view của nó chỉ tỏ, nó thấp, nó chỉ ở 30.000 lượt xem thôi. Mà bài Real Rap là một bài parody hai anh em làm vui ấy, thì lúc đó nó đã ngoài triệu lượt xem rồi. Rick Choi, Bad King and Mega Z, B-Radio. Về cái trận beef với cả B-Ray, bọn mình có battle, nhưng cái từ ngữ chuyên môn người ta gọi là beef. Có nghĩa là battle để giải quyết mâu thuẫn. Và trận beef nó cũng bắt nguồn khi mà B-Ray có một vài status để nói về bài Real Rap đấy. Khi mình đọc được, mình có một số người bạn gửi được thì mình cảm thấy khá là khó chịu khi mà có một người nói đến cái nhạc của mình như vậy. Không ai thích mình bị xúc phạm cả. Kể cả B-Ray có làm nhạc chửi mình hay mình có làm nhạc chửi B-Ray, nhưng mà rốt cuộc không ai muốn nghe người khác chửi mình. Nhưng mà việc mà hai rapper chửi nhau nó luôn dễ chịu hơn là những cái người không rap chửi hai rapper đấy. Một khi mình đã có fan thì chắc chắn là mình sẽ có anti-fan. Nó là cái chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng từ cái ý kiến trái chiều đấy mình hiểu ra là hóa ra là mình cũng có cái tầm ảnh hưởng. Mình ảnh hưởng nhiều đến cái mức mà fan của người ta phải phản pháo lại mình, fan của mình phản pháo lại người ta. Thì đó là cái mình vẫn luôn tự tin về điều đó. Còn tất nhiên là không ai thích mình bị xúc phạm cả. Anh em mình là cái gì đây? Yeah. Anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nào? Yeah. Anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy?
mắt. Anh em mình là lũ mắt dậy. Yeah. Trả anh về với chúng là tổ lái. Thì mình chỉ có ưu việc và bò xe. Cầm đồ trên tay anh em còn đang gọi. Vậy mẹ con phải đi cứu giúp bạn bè. Yeah. Bên em nắng rồi, bên anh thì vẫn mưa. Yeah. Em thương ai rồi, còn anh thì vẫn chưa. Whoa. Con trai chỉ sợ làm cho nước mắt mẹ rơi. Còn nó thích lúc nào thì cũng có thể ăn chơi. Bra. Trong cơn phê anh là chàng tỷ phú. Tình cơn lũ anh là chú xe ôm. Yêu em không phải để lên giường. Yêu em là để đến phường mà kết hôn. Con trai nợ. Cái mà mình rút ra được ở cái thời điểm này, dù cho tất cả những cái quan điểm nào thì mình không cần phải đôi co quá nhiều. Mình sẽ đưa tất cả quan điểm đấy lên trên lyric của mình. Và chỉ cần nghe nhạc của mình sẽ hiểu được quan điểm đó. Bây giờ mình khá tự tin về mình, nhưng mình vẫn không bao giờ hài lòng với những gì mình làm ra. Vì mình luôn có cái suy nghĩ là mình phải làm tốt hơn nữa. Về lời khuyên cho những người mà muốn bắt đầu chơi rap, chỉ đơn giản là đã muốn làm cái gì thì thật sự là phải cần có cái sự choi hát, cố gắng bỏ hết tâm sức vào. Và thứ hai, không được ngại. Khi mà mình bắt đầu một cái gì đó, mình là một người mới, nếu mà mình có tâm lý ngại, giấu dốt thì mình sẽ giữ cái dốt đấy mãi và mình không thể phát triển được. Và thứ ba là không nên làm cái gì một mình.